lệ thì chúng ta đã học với cách là động từ chia về vete kudasai đúng không nào? Ví dụ như là hãy đứng lên thì sẽ nói là tatte kudasai. Hãy ngồi xuống, subatte kudasai. Tuy nhiên chúng ta thấy kudasai rất là dài, và khi mà chúng ta muốn nói một câu mệnh lệnh ngắn để sai khiến người khác, hoặc là khi mà trong bối cảnh như là công trường hoặc những cái gì nguy hiểm mà chúng ta chỉ nói đứng lên hoặc là đi đi, chúng ta nói rất là ngắn như thế thôi, thì chúng ta sẽ nói như thế nào trong tiếng Nhật? Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia động từ về thể mệnh lệnh và nói những câu ra mệnh lệnh ngắn như thế. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ về thể mệnh lệnh. Với động từ nhóm 1 thì các bạn chỉ cần chuyển cái đuôi cuối là cột u sang cột e. Ví dụ chúng ta có động từ bơi là oyogu. Bây giờ các bạn nói nhanh là bơi đi thì các bạn sẽ nói là oyoge, hay là đi là iku. Thế bây giờ mình muốn nói là đi đi thì ta là ike. Chúng ta chỉ cần chuyển cột u sang cột e. Với động từ nhóm 2 thì các bạn sẽ bỏ hoàn toàn đuôi đựng cộng với ro. Ví dụ ăn là taberu thì bây giờ các bạn muốn nói là ăn đi thì chúng ta sẽ nói là taberu, hay là thức dậy đi thì chúng ta sẽ nói là okiro. Còn với động từ nhóm 3 thì chúng ta có hai động từ đặc biệt, đấy là kuru và suru. Với kuru thì chúng ta sẽ nói là koi. Còn với suru thì chúng ta sẽ nói là shiro. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thực hành nhé. Ví dụ như câu là nhanh lên. Bình thường động từ của chúng ta nhanh là hayaku suru. Thì bây giờ nhanh lên, hãy làm nhanh lên, chúng ta sẽ nói là hayaku shiro. Hay là một câu hô hào là nguy hiểm đấy, chạy đi, thì chúng ta sẽ nói là abunai, nigero. Như vậy là cái phần mệnh lệnh này các bạn thấy nó rất là ngắn, và thông thường nó dùng trong những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như là chạy đi, hoặc là chúng ta sai khiến một người khác, hoặc là trong những cái bối cảnh chúng ta cần những cái câu ngắn, ví dụ như là ở trên công trường rất hay sử dụng với những cái bạn mà làm trong lĩnh vực xây dựng ở bên Nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.